Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Xem trước Civic Legend 220 Ryzen 2022 ra mắt tại Đà Nẵng với mức giá cực rẻ ai cũng muốn sở. Hoặc có thể không nhiều người biết đến hãng xe máy thì đến từ là Civic. Cái bản thân của Civic Motorcycle là một trong những cái dòng xe máy mới nổi tiếng đến từ đất Thái Lan. Cái thương hiệu này đã có nhiều cái sản phẩm xe máy và được nhiều người cũng khá là ưa chuộng, như là dòng là Civic Ron 110 2022 cũng vừa được ra mắt. Đối thủ đáng gờm của cái chiếc Honda là Civic 160 2021. Và hiện nay cái công ty vừa ra mắt một phiên bản hoàn toàn mới Civic Legend 220 Ryzen 2022 với mức giá cực kỳ phải chăng. Civic Legend 210 Ryzen 2022 số chứng minh cái nét thiết kế nhấn mạnh nét hoài cổ hiện đại. Cái điều này có thể thấy ngay mặt hình của nó, trông nó rất tối giản, đặc trưng của dòng mô tô thập niên 1980, bao gồm cho mình một cái phần đèn pha tròn, 4 cái đèn xi nhan và đèn hậu dạng tròn. Tuy nhiên cái đèn pha ở dụng công nghệ 4 đèn LED hoàn chỉnh với DL hình chữ H ngay giữa. Hình dạng cái phần bình xăng hình giọt nước cũng mang lại một cái cảm giác cổ điển. Kết hợp phía sau là những cái đường rãnh để tạo cái cảm giác thoải mái hơn khi giữ cái đùi người lái. Trong khi phần yên được bố trí rộng cho cả người cầm lái và người ngồi phía sau. Chuyển sang cái phần tính năng, mặc dù mang cho mình kiểu dáng cổ điển hoài cổ, nhưng cái mẫu xe lần này vẫn được trang bị nhiều tính năng hiện đại. Cái điểm hấp dẫn nhất chính là cái bảng đồng hồ hình tròn cái được số hoàn chỉnh. Cái phục trước là dạng upside down, trong khi cái phục kép phía sau đến từ OS G-Series. Cái phanh cái đĩa kép ngay ở phía trước, một cái chuỗi sên là 250 AK đi cùng với cái Ford cao su Orange. Cái ống xả mang cho mình phong cách là Marathon, trong khi cái vành rơm chất lượng đến hiệu của Union. Chuyển sang cái phần thông số kỹ thuật thì Civic Legend 220 Ryzen 2022 vẫn ứng dụng chung cái động cơ là 2 xăng 234cc 4 thì 4 van SOC làm mát bằng dầu. Hệ thống phun xăng đến từ Delphin, đến từ nước Mỹ, kết hợp cùng chiếc hộp số còn tại 6 cấp. Về mặt kích thước, cái dòng mô tô này thì cũng không quá cầu lớn lắm. Thậm chí cái chiều cao yên xe cũng khá là thân thiện với người lái. Cụ thể rơi vào khoảng là 790m. Cái trọng lượng con xe cũng khá là nhẹ đối với là 2 xe anh 250cc ở mức là 156kg. Một cái điều tuyệt vời nữa là cái dung tích bình xăng lên tới là 14,5 lít. Civic Motorcycle Thái Lan đưa hai lựa chọn màu sắc, đó chính là cái gam màu xanh dương và cái gam màu xanh lá đậm cho cái phiên bản là Legend 210 Ryzen 2022. Còn về cái mặt giá bán thì cái mẫu là Civic Legend 210 Ryzen 2022 được ra mắt thị trường Thái Lan với mức giá rơi vào khoảng 86.500 bạc Thái, đổi ra tiền Việt thời điểm này là khoảng 59 triệu đồng. Và cái mẫu xe này hy vọng khoảng là giữa năm sau sẽ về tới Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy tiếp nhớ like, share, subscribe.